Dạ, các bản tin nhanh 24/7. CBS Legend 150S 2007, xe cà phê racer dành cho người mới chơi mô tô với giá chỉ 33,4 triệu đồng. Trái tim của CBS Legend 150S 2007 là động cơ xăng đơn 4 kỳ SOC làm mát không khí với dung tích 150cc đi kèm với bộ chế quạt khí hộp số sàn 6 cấp. Với người yêu xe ở Việt Nam, với cái tên CBS Racing còn khá là xa lạ. Đây là hãng xe máy của Thái Lan từng được gây chú ý trình làng các mẫu mô tô Desmond 125 với kiểu dáng giống như chiếc Ducati Sportster tại triển lãm Bangkok 2015. Cách đây được vài hôm, CBS Racing đã tung ra thành viên mới nhất của dòng mô tô Legend tại thị trường Thái Lan với cái tên gọi 150S. Trước đó, dòng mô tô này có hai cái phiên bản là CBS Legend 150 và 200. Bên ngoài, mẫu xe này mang kiểu dáng là cà phê racer nhỏ nhắn, đậm chất cổ điển. Kích thước cơ bản của chiếc xe bao gồm chiều dài tổng thể 2015mm, chiều rộng 830mm, chiều cao 1110mm, trọng lượng 130kg. Các trang bị nổi bật của CBS Legend 150S 2007 bao gồm phuộc trước dạng ống lồng, giảm sóc đôi đằng sau, lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa trên bánh trước và phanh tăng chống của bánh sau. Bộ vành dùng cho cái loại này là vành đan hoa 7 inch đi cùng với lớp kích thước 110x90x17 ở phía trước, 120x90x17 ở phía sau. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kích thước hình tròn cổ điển kết hợp với cái dạng analog và kỹ thuật số. Trong khi đó, đèn pha của mẫu xe này là dùng bóng sợi đốt thông thường. Còn về trái tim của CBS Legend 150S 2007, động cơ xăng đơn 4 kỳ SOC làm mát không khí với dung tích 150cc đi kèm với bộ chế quạt khí hộp số sàn 6 cấp. Ngoài ra, mẫu xe này còn được trang bị bình xăng có dung tích lên tới 11,5 lít. Theo nhà sản xuất cho biết, mô tô này có thể đạt tốc độ tối đa vào khoảng 120km/h. Khi mua CBS Legend 150S 2007, khách hàng Thái Lan có thể tùy chọn giữa màu sơn xám hoặc là đen. Với giá bán khởi điểm mẫu mô tô này từ đường Thái Lan vào khoảng 48.800 bạc, tương đương là 33,4 triệu đồng Việt Nam. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hãy like tiếp nhớ like, share, subscribe.